Theo số liệu thống kê mới nhất, mỗi ngày các xã thị trấn trên địa bàn huyện Phú Bình phát sinh khoảng 80 tấn rác thải sinh hoạt. Khối lượng rác quá lớn, trong khi cả huyện mới có 5 điểm tập kết ổn định nên đã tạo áp lực không nhỏ đối với công tác thu gom vận chuyển rác. Bên cạnh đó, địa phương này hiện cũng đã phải đóng cửa bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt tập trung duy nhất vì đã đầy. Vấn đề rác thải sinh hoạt đã và đang tạo nên một áp lực không nhỏ đối với các địa phương, trong đó có huyện Phú Bình. Và để giải bài toán này thì trong thời gian vừa qua thì Phú Bình cũng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ tích cực. Thời gian gần đây, những chiếc hố chôn rác hữu cơ như thế này xuất hiện mỗi ngày một nhiều ở các hộ dân trên địa bàn huyện Phú Bình. Điển hình như tại xóm Đồng Nưa, xã Thượng Đình, đến nay đã có khoảng 50% gia đình đào hố rác hữu cơ trong vườn nhà. Đào cái hố này để đổ các cái rác thải này để sau nó thối để lấy phân. Xong rồi là để họ đưa lên để làm trồng cây cho tốt mà nó vệ sinh sạch cái môi trường ở trong nhà. Chúng tôi chỉ đạo tất cả các cái hộ dân đào hố để xử lý cái rác hữu cơ, tức là cái loại rác mà rau củ quả, những cái loại rác nó dễ phân hủy. Chúng tôi sẽ đưa những hố đó để thứ nhất là để cho tạo mồn cho đất và tạo cái sự xốp đất và tạo cái phân cho cây nó phát triển. Đối với cái việc này thì tôi nghĩ là cái việc làm thường xuyên, liên tục, không phải là năm nay và nhiều năm tiếp theo chúng tôi cũng sẽ tiến hành chỉ đạo làm. Bởi vì cái hiệu quả của nó là mục đích chúng ta là thứ nhất là làm cho cái đường làng ngõ xóm nó xanh quang sạch đẹp, rồi cái bảo vệ môi trường, bảo vệ chính sức khỏe của người chúng ta. Nên chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt. Cùng với giải pháp xử lý chất thải hữu cơ làm phân bón, huyện cũng tăng cường tuyên truyền vận động người dân tái chế, tái sử dụng rác sinh hoạt. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân huyện cũng đang tích cực đôn đốc các cơ quan liên quan, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy xử lý môi trường công nghệ cao để xử lý rác thải cho huyện trong những năm tới. Theo quy hoạch của huyện Phú Bình, cũng có quy hoạch một cái nhà máy xử lý rác thải với quy mô diện tích 30 ha. Hiện nay thì huyện đang tích cực cùng với các sở ngành của tỉnh thực hiện thu hút đầu tư để thu hút các cái nhà đầu tư có đầy đủ năng lực đầu tư một cái nhà máy rác thải tại huyện Phú Bình và để xử lý cái rác thải cho huyện Phú Bình nói riêng và các cái địa phương giáp danh nói chung. Phú Bình đã trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2022 với việc cơ bản đạt các tiêu chí về môi trường sinh thái. Tuy nhiên, trong xu thế phát triển vẫn rất cần sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội để góp phần xây dựng một Phú Bình văn minh hơn, sáng, xanh, sạch, đẹp hơn.